Các anh em, chúng ta đã quay trở lại với cấu hình combo mà công ty JK chúng em thời gian vừa qua đang bán rất là thành công với mẫu loa full B12. Một trong những đôi loa full mà mang được cái dáng vẻ, cái phong cách đẹp thon gọn. Về cái tổng thể kích thước của mẫu loa này chúng ta sẽ có là lần lượt như sau. Với chiều cao của mẫu loa B12 này là cao là 60cm và chiều ngang là 35cm, sâu ở 30. Nhưng riêng chiều ngang thì được vo viền tròn nên là tạo được cái cảm giác cặp loa này thêm phần là thon gọn. Về cấu trúc đường tiếng thì nó vẫn là một cái dòng loa full nên được trang bị một bát 30 với một củ kèn lớn. Nhưng em nhấn mạnh đây là một trong mẫu loa full có thể nghe được nhạc high-end, nhạc vàng nhá, nhạc để đòi hỏi cái sự tinh tế. Thường thì các anh em nói đến loa full chúng ta sẽ nghĩ ngay đến là chỉ dùng sự kiện này hay hát karaoke trong phòng hát. Nhưng đây, những đôi loa này ngoài cái tính năng hát karaoke ra thì các anh em có thể kết hợp nghe nhạc. Minh chứng rõ ràng đó là được cả hãng và cũng được các thiết kế luôn cái tính năng đánh tách cầu bay quay. Chúng ta có thể bỏ cái chạm ở giữa thì chúng ta sử dụng hai cầu đánh riêng biệt. Cái đánh dưới là đánh bát này và đánh trên là đánh chép, đánh chung. Đấy. Cái tính năng này nếu chúng ta muốn nghe nhạc chúng ta sử dụng 20 ly, còn thường thì các bạn sử dụng nguyên cái tính năng cơ bản sẵn có của nó, đó là hát karaoke. Về thiết kế của nó thì hai cái lỗ thông hơi phía trước nhìn cũng ấn tượng phải không ạ? Màu sắc đặc biệt, đôi loa Bookshelf như một dòng loa nghe nhạc cao cấp. Tấm mê căng của nó là tấm mê căng lụa màu đen. Khi chúng ta đậy vào nó sẽ như thế này. Các bạn hình dung không? Đậy nó sẽ như thế này. Còn nếu chúng ta muốn phô diễn tất cả những cái nét đẹp vốn có của cặp này. Ok, quay lại đằng sau một chút nữa chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái thông số kỹ thuật. Về cặp loa này thì chúng ta sẽ khai thác ở cái ngưỡng là 600 cho đến 1000W. Với công suất khủng như thế này chúng ta sẽ đáp ứng được không gian rất rộng nhé. Và đây là dòng loa chúng ta đánh với rất nhiều những âm ly khác nhau, cho nên là nó sẽ có một cái mức trở kháng là 8 ohm, phù hợp với đa số đông tất cả những dòng âm ly trên thị trường hiện nay. Và cái tần số đáp tuyến của dòng loa này thì nó sẽ dao động từ 30 cho đến 18kHz. Thậm chí chúng ta có thể là sử dụng những chiếc âm ly nó có cái đáp tuyến tốt, chúng ta có thể sử dụng xuống sâu hơn nữa hoặc là có thể lên cao hơn nữa, tùy vào cái cách phối ghép của chúng ta và cái cách khai thác của chúng ta như thế nào. Một đôi B12 có được những cái đặc thù như là chúng ta nghe nhạc trưng bày, nó là cái màu đỏ như thế này đó. Màu đỏ vân gỗ nó đem được lại một cái độ sang trọng cho một cặp loa. Nếu như chúng ta có kệ, chúng ta có thể kệ, và chúng ta không có kệ thì chúng ta có thể là mua thêm cho mình những cái bộ chân loa bằng gỗ hay những cái đôm nó phù hợp với đôi loa để chúng ta để với một cái hình thức trưng bày như thế này. Và đặc biệt là em muốn sử dụng bộ đôi sản phẩm cũng đến từ thương hiệu Wewood. Em muốn bộ cấu hình combo này sẽ được đồng bộ hóa một thương hiệu và chúng ta sẽ có một cái nó tương trợ, nó hỗ trợ cho nhau. Thì các bạn em có thể nhìn thấy em đang phối ghép một chiếc D50S đây. Phối ghép một chiếc đẩy D50S, một trong những chiếc đẩy liền vang rất là hay, cao cấp nhất của hãng Wewood hiện nay, và sử dụng bộ mic không dây VK321. Các em muốn biết thêm thông tin chi tiết thì ngay sau khi chúng em kết thúc bản karaoke có thể gọi luôn cho chúng em qua số hotline, hoặc để lại comment, cũng có thể để lại số điện thoại, chúng em sẽ tư vấn cụ thể hơn. Mây chiều bàng làng soi bóng nước, một chiếc thuyền nan vội vã trở về. Sông Lam một dài xanh như ngọc, vời vời mặt ai buồn tai tê. Xa xa mây phủ non hồng lĩnh, đá vàng hoa cài nở bên sông. Câu hát dần thương vương sóng nước, đò đây đò phải sang sông đến duyên em đi lấy chồng. Đôi mắt người thương nghiêng vành nón, dần hơn chỉ giữa bên sông buồn. Anh nọ ngỏ lời em chờ đợi sớm hôm, vì hoa đến thì hoa phải nở. Em xuống bên đó, bên nơi
nước mắt nhạt nhòa theo mài treo buông. Tư đồ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về quê đó khác bên rồi. Nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi. Đò sang ngang sông Lam bên lở bên bồi, mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Tư đồ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về quê đò gác bên rồi. Nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi. Sông Lam xanh biếc đôi bờ, mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông Lam